Xin chào các bạn đã đến với kênh của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ nói về một cái lý thuyết giải thích cái hiện tượng tội phạm và lệch lạc ở trong xã hội. Đó là cái lý thuyết chức năng luận. Thì đây được xem như là cái lối tiếp cận xã học đầu tiên về tội phạm trong cái lịch sử nghiên cứu về xã học tội phạm. Và cái người có công đầu tiên ở trong cái chuyện này đó là nhà xã học người Pháp Émile Durkheim. Thì Émile Durkheim nhìn tội phạm và lệch lạc dưới cái nhãn quan là chức năng. Chức năng luận nhìn tội phạm như là kết quả của xã hội chứ không phải là do những cái bất ổn nơi cá nhân, tức là chính xã hội tạo ra hiện tượng tội phạm và lệch lạc. Thì trước hết là chức năng luận là cái gì? Chức năng luận xem xã hội như là một hệ thống bao gồm các cái thành tố có cái mối tương tác qua lại với nhau, gắn bó với nhau. Và các thành tố này đó, nó chuyển tải những cái giá trị chung của xã hội. Thì các thành tố mà tạo nên cái hệ thống xã hội chúng ta có thể liệt kê như là gia đình, tôn giáo, giáo dục, chính trị, vân vân. Thì những cái thành tố này tạo thành cái hệ thống xã hội và những thành tố này nó chuyển tải những cái giá trị, những chuẩn mực chung. Thì cái xã hội ổn định là khi nào? Là khi tất cả các cá nhân cùng chia sẻ những giá trị và chuẩn mực chung. Và khi mà mọi người đều chia sẻ những giá trị và chuẩn mực chung đó thì họ sẽ tạo ra cái sự gọi là đoàn kết xã hội, gọi là solidarité sociale. Vậy thì làm thế nào để hệ thống xã hội buộc các cái thành viên của mình chia sẻ những giá trị chung? Thì hệ thống xã hội có hai cái cơ chế để mà tạo ra cái sự đoàn kết xã hội. Cái cơ chế thứ nhất gọi là quá trình xã hội hóa, socialization. Thì cái quá trình xã hội hóa là cái quá trình mà cá nhân được uốn nắn, được học hỏi những cái giá trị chuẩn mực, các khuôn mẫu hành vi mà xã hội mong đợi. Thì cái quá trình xã hội hóa này nó diễn ra ở đâu? Ở trong gia đình, ở trong nhà trường và rộng hơn là trong xã hội. Ở trong gia đình, ngay từ nhỏ, mỗi cá nhân đã được những người lớn dạy cho các cái chuẩn mực đạo đức, các giá trị ở trong xã hội. Thì cái cơ chế thứ nhất đó là cơ chế xã hội hóa. Cái cơ chế thứ hai mà hệ thống xã hội dùng để mà tạo ra cái sự cố kết xã hội, đoàn kết xã hội đó là sự kiểm soát xã hội, tức là social control. Thì xã hội dùng cái cơ chế kiểm soát xã hội, tức là khen thưởng cho những người có hành vi phù hợp với sự mong đợi của xã hội và trừng phạt những người có hành vi lệch lạc. Thì đó là hai cơ chế để hệ thống xã hội tạo ra được cái sự đồng thuận để xã hội vận hành một cách bình thường. Thì đối với cấu trúc lý thuyết chức năng á, thì hiện tượng tội phạm nó diễn ra khi nào? Tại sao lại có hiện tượng tội phạm khi mà các thành tố của hệ thống xã hội đều dạy cho con người ta phải ứng xử như thế này, phải tuân thủ luật lệ, phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức xã hội? Là bởi vì sao? Bởi vì cái quá trình xã hội hóa đó không phải mọi người đều nội tâm hóa các giá trị, các chuẩn mực đạo đức mà gia đình, nhà trường chuyển tải cho họ. Chúng ta thấy điều này rất là dễ dàng thôi. Ở trong gia đình chúng ta đó, mấy anh em cùng một lò sinh ra nhưng mà đã khác nhau rồi. Cha mẹ cùng dạy giống y chang như nhau nhưng lớn lên mỗi một đứa đã khác nhau rồi. Thì xã hội cũng vậy, tất cả chúng ta đều đến nhà trường để học giống nhau, nhưng mà sau đó cái ứng xử của mỗi người không giống nhau hoàn toàn. Thì đây là cái thứ nhất mà là cái nguyên nhân đầu tiên tạo ra những hành vi gọi là lệch lạc và tội phạm trong xã hội. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái sự đa dạng ở trong xã hội về chủng tộc, về văn hóa, về lối sống, nó tạo ra các cái tiểu văn hóa gọi là subculture. Mà những cái tiểu văn hóa này có thể họ đề cao những cái giá trị chuẩn mực đi ngược lại với các giá trị chuẩn mực của nền văn hóa tổng quát, nền văn hóa chung. Thì chúng ta thấy rằng là bất cứ rất hiếm có một xã hội đồng nhất mà là một luôn luôn là những xã hội đa dạng. Tôi nói ví dụ như Việt Nam chúng ta là một xã hội đa dạng về sắc tộc rồi. Chúng ta có 54 dân tộc và 54 dân tộc là 54 văn hóa khác nhau, chứ không phải chỉ có một cái văn hóa chung. Và mỗi một cái dân tộc có thể họ chuyển tải những cái giá trị chuẩn mực khác với văn hóa chung. Và
Đối với em được khen thì cái xã hội hiện đại là cái xã hội nó hướng tới, nó tạo ra cái sự phi chuẩn mực. Bởi vì sao? Bởi vì xã hội hiện đại là một xã hội đa dạng, đa chiều và phức tạp. Và khi mà một xã hội đa dạng, đa chiều và phức tạp thì nó cũng tạo ra nhiều cái loại cá nhân khác nhau. Và điều đó dẫn tới cái tình trạng mà chúng ta gọi là phi chuẩn mực. Và đó là cái nguyên nhân tạo ra tội phạm ở trong xã hội. Do đó, đối với các quan điểm chức năng luận thì hiện tượng tội phạm lệch lạc ở trong xã hội là một hiện tượng rất bình thường và tự nhiên ở trong mọi xã hội. Không có một cái xã hội nào mà không có tình trạng tội phạm và lệch lạc. Chúng ta thấy là trên thế giới này không có cái nước nào mà không có trộm cắp, cướp của, giết người, con cái bất hiếu với cha mẹ. Xã hội nào cũng có. Và nếu mà cái xã hội mà không có tội phạm là chúng ta cũng không thể sống được ở xã hội đó. Có nghĩa là cái xã hội ở đó cá nhân bị kìm kẹp một cách không thở nổi, cho nên mới không có hành vi lệch lạc. Do đó mà đối với chức năng, đối với lý thuyết chức năng thì tội phạm lệch lạc giống như bệnh tật nơi con người. Mọi người chúng ta ai cũng sẽ trải qua bệnh tật cả, thì tội phạm và lệch lạc chính là những bệnh lý của xã hội và nó xuất hiện cùng với sự vận hành của xã hội. Và đối với lý thuyết chức năng thì cái hiện tượng tội phạm lệch lạc nó tồn tại trong xã hội, nó cũng có những cái đóng góp cho xã hội, tức là nó có những chức năng tích cực cho xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi đối với lý thuyết chức năng thì đâu là những chức năng của lệch lạc và tội phạm nhé. Thì cũng giống như bệnh tật, chúng ta đều ghét bệnh, nhưng mà mỗi khi chúng ta trải qua một cơn bệnh tật thì nó có thể mang lại những lợi ích mà trước đây chúng ta không có. Ví dụ trước đây chúng ta rất là ghét ông chồng bà vợ của mình, nhưng mà khi mình ngã bệnh, ông chồng bà vợ của mình chăm sóc cho mình, lo lắng cho mình, thì sau khi mình hết bệnh thì lúc đó mình lại suy nghĩ lại về mối quan hệ với người vợ, người chồng của mình, có thể là sẽ yêu thương chồng vợ hơn. Rồi sau mỗi cơn bệnh tật chúng ta cũng suy nghĩ lại cái cách sống của mình, chúng ta sẽ thay đổi được cái lối sống của mình để làm sao không rơi vào bệnh tật nữa, không làm phiền lòng người thân của gia đình nữa. Như vậy thì bệnh tật, rồi về mặt y học á, thì sau mỗi cơn bệnh thì cơ thể của chúng ta lại tạo ra cái kháng thể mới để đề phòng, để chống lại những dịch bệnh trong tương lai. Như vậy bệnh tật là cái chúng ta không thích, nhưng mỗi khi chúng ta rơi vào bệnh tật thì sẽ có những cái hệ quả tốt. Thì tội phạm ở trong xã hội cũng vậy, không có xã hội nào thích tội phạm cả, nhưng mà xã hội nào cũng phải có tội phạm, và tội phạm nó có những cái đóng góp cho xã hội. Vậy thì nó đóng góp ở những khía cạnh nào? Thứ nhất, đó là nhờ hiện tượng tội phạm mà chúng ta xác định được cái ranh giới giữa cái tốt và cái xấu. Một điều rất dễ hiểu, nếu không có cái xấu thì làm sao chúng ta biết cái tốt? Một xã hội mà toàn là người tốt thì chúng ta đâu biết họ tốt, vì không có cái xấu để chúng ta so sánh. Cái thứ hai, đó là nó giúp xác lập cái ranh giới của nền đạo đức xã hội. Tôi lấy ví dụ, tôi biết uống bia và nhiều người cũng biết uống bia. Thí dụ mỗi tuần tôi uống bia một hai chai vui với bạn bè thì không sao cả, nhưng ngày nào cũng sáng say chiều xỉn, tối lình xình thì tôi bị cộng đồng gọi là nghiện rượu, là sâu rượu. Khi mà tôi bị cộng đồng gán cho một cái nhãn lệch lạc là nghiện rượu, sâu rượu, thì những người khác nhìn vào biết rằng tôi đã vượt khỏi cái ranh giới của việc uống bia, uống rượu trong xã hội rồi. Cho nên là những người khác sẽ nhìn tôi một kẻ sâu rượu, làm sao để tránh cái nhãn hiệu sâu rượu, thì người ta sẽ uống ở mức trong cái ranh giới cho phép của xã hội. Thì như vậy hiện tượng tội phạm lệch lạc nó giúp cho con người ta xác lập được cái ranh giới của nền đạo đức và phải biết mình ứng xử tới đâu là được. Cái thứ ba, cái hiện tượng tội phạm lệch lạc xã hội nó tạo ra sự cố kết xã hội, tức là sự gắn bó của cá nhân với cộng đồng, với xã hội. Chúng ta thấy là khi nước Mỹ mà bị cái cuộc khủng bố vào ngày 1 tháng 9 đó, bị cái hai chiếc máy bay tấn công vào tòa tháp đôi, thì toàn bộ xã hội Mỹ đều đứng cùng với nhau, đứng về cùng một phía, cùng đoàn kết với nhau để chống kẻ thù chung. Thì khi mà chúng ta cùng nhau lên án một hành vi tội phạm nào đó thì chúng ta thấy mình thuộc về nhau, we belong to us, chúng ta cùng thấy mình, cùng chia sẻ với mọi người những giá trị chung. Như vậy nó tạo ra cái
cảm giác về sự đoàn kết xã hội. Nhưng mà cái chức năng, cái đóng góp lớn nhất của tội phạm đó là hiện tượng tội phạm lệch lạc góp phần cho sự phát triển của xã hội. Tôi lấy ví dụ, trước đây khi mà cái nhạc rock and roll của Mỹ ra đời vào những năm 1950 đó, thì khi mà rock and roll mới ra đời thì người ta phê bình đây là một thứ nhạc hổ lốn, một cái thứ âm nhạc kỳ quái. Nhưng dần dần bây giờ rock and roll đã trở thành một nét văn hóa của xã hội Mỹ. Khi nói tới rock and roll là người ta nghĩ tới Mỹ. Như vậy một cái giá trị lúc đầu bị xem là lệch lạc và không giống ai thì bây giờ trở thành một giá trị văn hóa đóng góp cho nền văn hóa chung. Một cái việc kế tiếp đó là cái nền công nghệ thông tin sẽ không thể phát triển được nếu không có tội phạm. Tội phạm công nghệ thông tin là ai? Chính là những hacker mũ đen. Thì khi mà một cái phần mềm được đưa ra ngoài thị trường, những cái anh hacker mũ đen, tức là tội phạm công nghệ, tấn công vào, thì như vậy nó buộc cái giới làm công nghệ thông tin phải suy nghĩ làm sao để hoàn thiện cái phần mềm trong tương lai. Như vậy nhờ những anh tội phạm hacker này mới thúc đẩy cái sự suy nghĩ tìm tòi để mà khắc phục những cái điểm yếu của cái sản phẩm đã ban hành. Đó là tôi nói về công nghệ tin. Và trong xã hội thì chúng ta nhớ vĩ nhân Nelson Mandela, một cái lãnh tụ của nước Nam Phi, thì ông ấy từng bị ở tù mấy chục năm ở đảo bởi vì đấu tranh cho sự cho quyền của người da đen. Chúng ta nhớ ông Nelson Mandela sống ở cái thời kỳ của chế độ apartheid, tức là chế độ phân biệt chủng tộc, người da trắng nắm quyền và người da đen là bị cai trị. Thì Nelson Mandela là người đấu tranh cho sự bình đẳng của người da đen ở Nam Phi, và ông ấy là tội phạm bị bắt bỏ tù. Nhưng sau đó chính cái sự đấu tranh kiên cường của ông ấy đã làm thay đổi nước Nam Phi, đưa nước Nam Phi trở thành một nước dân chủ. Ở đó người da trắng và người da đen có quyền bình đẳng như nhau. Như vậy cái hành vi của ổng lúc đầu bị coi là tội phạm, nhưng sau đó đã góp phần thay đổi được đất nước Nam Phi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tội phạm lệch lạc là cái không mong muốn, không ai mong muốn, nhưng nó tồn tại ở trong xã hội thì nó cũng có những cái đóng góp cho xã hội như tôi vừa trình bày. Và ta sẽ thử xem qua một số cái ý kiến khác, chẳng hạn như của nhà sọc người Mỹ Kingsley Davis. Thì ông ấy cho rằng mại dâm là cái chiếc van xả an toàn cho những cái ức chế tình dục nơi con người. Và nhờ cái mại dâm mà cái định chế hôn nhân một vợ một chồng mới tồn tại. Chứ nếu không thì ta phải là hôn nhân đa thê hoặc là đa phu, bởi vì người ta bị rơi vào cái tình trạng gọi là ức chế tình dục. Thì nhờ có mại dâm, một cái thứ lệch lạc đó, nó là cái van xả an toàn cho những cái ức chế đó. Hoặc là đối với nhà sọc người Mỹ khác là Albert Cohen, thì ông ấy cho rằng khi mà cái hiện tượng tội phạm lệch lạc nó xuất hiện thì nó là một cái dấu chỉ cho thấy cái sự trục trặc ở trong cái quá trình vận hành của xã hội, và nó buộc cái giới lãnh đạo của xã hội phải điều chỉnh chính sách để làm sao không tạo ra những cái hành vi lệch lạc nữa như vậy trong tương lai. Như vậy hôm nay tôi đã nói về cái quan điểm về chức năng khi nhìn về lệch lạc và tội phạm. Nó có những điểm yếu, và đó là những điểm yếu nào, những cái chúng ta có thể phê bình cái quan điểm chức năng này là phê bình vào điểm nào, thì đó là mỗi người chúng ta phải tự suy nghĩ. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau.